Chào đoàn áp Zoom, mình đang có một thiết bị là Mi Box 3C ở đây. Thì hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cài cái TeamWin Recovery cho cái chiếc máy này. Thì mình thấy rất nhiều bạn gặp khó khăn trong cái việc cài TeamWin Recovery. Thứ nhất là do không có cái cáp USB hai đầu đực như thế này. Thứ hai là các bạn có chế cáp nhưng cũng không thành công. Và thứ ba là nhiều bạn thì không biết chế, như đây mình đã chế thành công rồi. Nhưng mà mình đã tìm ra cái cách mà tất nhiên là cách này thì cũng có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà chưa ai hướng dẫn chi tiết cả. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn chi tiết là cài bằng ADB Wi-Fi. Thì đầu tiên là mình sẽ tất cả những công cụ mà cần ấy, mình sẽ cho cái link down ở phía bên dưới nhá. Thì để làm được cái này thì cái thiết bị Mi Box của các bạn phải được chạy cái bản Zoom mà có root rồi thì mới được. Thì các bạn sẽ cài đặt cái ADB Wi-Fi bằng cái file .apk lên. Đây như mình đã cài đặt sẵn đây rồi. Đây, ADB Wi-Fi đây. Và thứ hai là cái thiết bị về được root nhá. Là khi mà chúng ta làm việc ấy mà nó đòi quyền root thì phải có root thì mới làm được. Khi chạy cái ADB Wi-Fi lên này. Chúng ta chạy ADB Wi-Fi lên, chúng ta chọn turn on. Đấy. Và lúc này ấy, thì những cái máy các bạn mà chưa cấp quyền ấy, thì SuperSU nó sẽ hỏi thì các bạn phải cho phép. Còn nếu mà nó không hỏi mà nó cấp quyền cho luôn thì ok. Đây thì nó sẽ ra như này. Thì ở trên máy tính các bạn ở chỗ cái recovery Mi Box 3C của mình, các bạn sẽ nhấn shift này, xong đồng thời các bạn nhấn chuột phải, nó sẽ ra cái menu, các bạn chọn là open Commodore here. Đấy thì bây giờ các bạn sẽ đánh lệnh như ở trên cái mình sẽ đánh lệnh. Bây giờ mình sẽ phải tạm dừng video để mình đánh lại vì mình không thể vừa cầm quay video mình vừa đánh được, mình không có ai quay hộ mình. Nên là tí nữa xong mình sẽ cho các bạn xem cái những cái lệnh của mình. Ok, thì mình đã gõ xong các lệnh để cài recovery. Lệnh đầu tiên là ADB Connect 192.168 cái gì đấy thì chính là cái lệnh mà nó hiện ở trên Mi Box. Các bạn gõ cái lệnh này vào thì máy tính của chúng ta sẽ kết nối được với Mi Box qua ADB. Và tiếp theo là lệnh thứ hai là để mình cho cái file TeamWin Recovery này vào trong bộ nhớ máy. Đây, trong bộ nhớ máy con Mi Box, nếu bạn nào mà copy sẵn cái file TeamWin Recovery này vào cái bộ nhớ máy con Mi Box rồi thì không đánh cái lệnh này, lệnh thứ hai này cũng được. Còn cái lệnh thứ ba này là lỗi nhé, các bạn bỏ nhé. Còn tiếp theo là các bạn đánh ADB Cell này, xong bạn đánh su. Và trên màn hình của Mi Box nó sẽ đòi quyền cấp quyền root thì các bạn cho phép. Và các bạn đánh cái lệnh như bên dưới này. Các bạn có thể tạm dừng video để đánh cho nó dễ nhé. Đấy, thì sau khi ok như này rồi ấy, nó báo thành công như thế này rồi ấy. Đấy. Thì các bạn nhấn là reboot recovery. Đó. Đó, và trên Mi Box nó sẽ khởi động lại để vào chế độ TeamWin Recovery. Đó. Đây chính là cái TeamWin mà mình đã cài được. Thì để cài tiếp theo app Zoom ấy thì các bạn cần phải có một cái bộ hub chia như thế này. Đấy, các bạn sẽ cho cái file ROM zip vào trong cái USB và con chuột nữa để chúng ta có thể điều khiển. Vì trong TeamWin Recovery này chúng ta sẽ không thể dùng điều khiển để điều chỉnh được đâu. Chúng ta phải dùng chuột. Thì Zoom thì các bạn có thể lên cái diễn đàn là MIUI Việt, MIUI.vn để đăng. Thì có Zoom của bác Long Chi Vát ở trên đó, hoặc là Zoom của bác Hùng Phú Thọ. Thì để app thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ chọn cái WIP trước này. Các bạn kéo cái mũi tên sang để cho nó xóa cái dữ liệu của Zoom cũ đi. Sau đó thì các bạn vào Install. Đấy. Cái mặc định là nó sẽ chọn bộ nhớ máy. Thì các bạn sẽ chọn vào cái mục cuối cùng này, Select Store này. Các bạn chọn cái USB OTG thì chính là cái USB của chúng ta. Đấy, sau đó nó sẽ hiện ra cái file Zoom Zip để các bạn up. Đây thì mình up cái bản Zoom của Long Chi Vát, bác Long Chi Vát V3 mới nhất bây giờ. Có Zoom V1 thì miễn phí nhá. Còn Zoom V3 này các bạn muốn up thì các bạn phải donate cho bác Long Chi Vát này thì mới có pass. Thì donate thì các bạn liên hệ bác Long nhá. Đấy. Còn nếu không donate thì các bạn có thể áp Zoom V1 miễn phí. Đây, quá trình áp Zoom đang diễn ra.
Quy trình áp zoom thì chắc khoảng tầm độ 5 đến 10 phút, à quên, khoảng độ 3 đến 5 phút. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video, sau khi mình up xong thì mình sẽ tiếp tục video nha, để tránh video nó dài quá. Khi nào mà máy nó hiện như thế này thì là xong. Thì các bạn sẽ chọn vào Reboot System Now. Cái này nó hỏi là có muốn cài SuperSU không, là có muốn root không ấy. Vậy nếu bạn nào mà muốn root thì chọn giết, còn như mình không có nhu cầu root nữa, bởi vì mình đã cài TVNi Cover rồi, mình muốn không root để mình chạy ca cộng các thứ ấy, thì mình sẽ chọn là No. Đó. Lần đầu tiên này thì khởi động khá là lâu. Đợi khi nó lên rồi thì mình lại sẽ tiếp tục mình quay video nhé. Mình sẽ lại tạm dừng video tiếp. Ok, thì Mi Box đã boot hoàn thành lên cái bản zoom mà mình vừa up. Đây, zoom thì loại bỏ hết toàn bộ những cái tiếng Trung Quốc đi, app Trung Quốc đi, sang zoom của Android TV. Thử chạy YouTube xem nào. Tất cả những cái công cụ mà để chạy thì mình sẽ để bên dưới nhé, để cái lên phần mô tả của video nhé. Các bác nào vào vạch thì xuống đó đâu. Còn những bác nào mà khó khăn trong cái việc cài mà không làm được thì có thể mang qua bên em, mà có dịch vụ sẽ cài đặt cho các bác. Chính của bên em là sửa chữa điện thoại. Nếu bác nào mà có các dòng điện thoại Xiaomi và sách tay Trung Quốc mà muốn cài tiếng Việt, hay là bị quên mật khẩu muốn phá tài khoản Mi, thì liên hệ với bên em. Bên em chuyên sửa chữa các dòng phần mềm, các dòng điện thoại. Rồi, xin chào.